Từ ngày 3 tháng 1 tại thành phố Đà Nẵng, các cấp các ngành của địa phương đã tập trung lấy ý kiến cho luật đất đai sửa đổi. Qua ghi nhận, người dân thành phố Đà Nẵng đã có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong 9 nội dung trọng tâm của dự thảo luật đất đai sửa đổi, được lấy ý kiến rộng rãi đợt này, vấn đề quy định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất được người dân quan tâm nhất. Người dân vẫn còn nhiều băn khoăn khi nơi ở mới thường có điều kiện chưa tốt hoặc không bằng nơi ở cũ. Cái thực chất vừa qua thì cái đền bù giá đất của chúng ta là nó không được sát với thực tế. Về vấn đề tái định cư, sinh kế của người dân thì không đảm bảo, do đó xảy ra cái tình trạng khiếu kiện. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, quan tâm nhất là mở rộng quy mô đầu tư. Theo đại diện hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hiện tính pháp lý đất đai trong thủ tục để vay vốn ngân hàng đang là rào cản khi hợp tác xã muốn đẩy mạnh đầu tư. Đối với các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chuyên về sản xuất nông nghiệp thì cũng có những cái đặc thù, đó là về sản xuất thì cũng không có được nhà nước cấp quyền có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên đất sản xuất nông nghiệp, và đặc biệt nữa đó là cũng sản xuất đầu tư về nhà màng, nhà kính hoặc nhà nuôi trồng là rất là tốn kém, đầu tư giá trị kinh tế rất là cao nhưng mà không có xác nhận được cái giá trị trên tài sản trên đất và cũng như quyền sử dụng đất, nên là một các hợp tác xã khi muốn mà mở rộng đầu tư kinh doanh thì là không có thể vay vốn được ở ngân hàng hoặc là để có thêm cái nguồn lực để mà đầu tư mở rộng thêm cái quy mô sản xuất. Cam kết sử dụng quỹ đất trong cái khu công nghiệp để dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tôi đề nghị là phải là quy định rõ là dành bao nhiêu phần trăm trong dự thảo luật. Để việc tổ chức lấy ý kiến lần này phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ý kiến trực tiếp bằng văn bản, áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến góp ý gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để theo dõi và tổng hợp. Thành phố Hà Nội hiện đang gấp rút tập trung nghiên cứu việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch rất quan trọng, sẽ định hình con đường phát triển của thủ đô trong những năm tới. Nhiệm vụ lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã xác định cho Hà Nội 69 nội dung cần tích hợp vào quy hoạch, bao gồm 39 nội dung đề xuất về phương án phát triển ngành, lĩnh vực và 30 nội dung đề xuất về phương án phát triển kinh tế xã hội cấp huyện. Trong đó, thành phố Hà Nội dự kiến xác định 3 trục phát triển quan trọng, gồm sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, kết nối giữa đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh, trục Nhật Tân Nội Bài là trục đô thị thông minh. Đáng chú ý, Hà Nội sẽ quy hoạch hai thành phố trực thuộc thủ đô là thành phố Bắc Sông Hồng, gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thành phố phía Tây gồm khu vực Hòa Lạc, Xuân Mai. Theo ý kiến một số chuyên gia, việc Hà Nội xây dựng và điều chỉnh quy hoạch này là làm nhiệm vụ quốc gia. Hà Nội phải xác định rõ tầm nhìn chiến lược, có giải pháp để thu hút nguồn lực để đầu tư xây dựng. Đồng thời, cần có cơ chế vượt trội mang tính mở đường. Phải làm rõ được cái tổ hợp văn hiến văn hóa hiện đại nó là như thế nào. Trong cái cấu trúc phát triển cụ thể của Hà Nội thì cái điều ấy là cái quy hoạch này là phải linh hồn ấy nó phải thấm vào trong cái quy hoạch này. Tại cuộc họp mới đây của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, quy hoạch này trước hết phải định vị thủ đô trong tương lai là văn hiến, văn minh, hiện đại, đồng thời phải tạo ra nguồn lực mới để xây dựng và phát triển thủ đô, tạo ra những cực tăng trưởng mới. Ở đây cũng phải nghiên cứu thêm về hạ tầng. Ngoài vấn đề giao thông bộ rồi mười mấy cái quy hoạch của ta rồi về cái đường sắt ấy, 10 cái quy hoạch phải nối được Hà Nội với Bắc Ninh, phải nối được Hà Nội với Hưng Yên về đường sắt, phải nối được Hà Nội với Vĩnh Phúc. Các cấp các ngành của thành phố Hà Nội đang gấp rút triển khai và hoàn thiện đề án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lãnh đạo chỉ đạo thống nhất và hoạch định chính sách, tạo ra nguồn lực mới để xây dựng và phát triển thủ đô. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, được sự đồng thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ra lời kêu gọi vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Tính đến ngày 17 tháng 2, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra tại khu vực phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía đông bắc Syria đã khiến hơn 45.000 người thiệt mạng.
số người thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đây là một trong những thảm họa động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong gần một thế kỷ qua, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và gây thiệt hại thảm khốc, khiến những nỗ lực cứu hộ, cứu nạn đang phải chạy đua với thời gian, cùng với thời tiết khắc nghiệt và các đợt di chấn, làm cho công tác khắc phục thảm họa động đất đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Để giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ các cấp trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023. Và cùng với lực lượng cứu trợ của nhiều nước trên thế giới đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã được nhân dân và chính quyền sở tại tạo mọi điều kiện để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích. Tuy bất đồng về ngôn ngữ, khác nhau về phong tục tập quán, nhưng họ đều có chung hy vọng và quyết tâm để tìm kiếm những người còn đang mất tích trong hiện trường vụ động đất kinh hoàng xảy ra 10 ngày trước. Người đàn ông này đã 10 ngày tìm con của mình trong đống đổ nát. Dù biết là mong manh, nhưng anh chưa từ bỏ hy vọng tìm thấy người thân còn sống. Những bức ảnh là thứ được những người may mắn sống sót tìm kiếm trong hiện trường vụ động đất. Họ tìm lại những hình ảnh về người thân của mình, mà nhiều người vẫn còn ở đâu đó dưới lớp gạch bụi kia. Giữa hiện trường này, ngày hôm qua, đội cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ tìm được 3 thi thể nạn nhân. Đến hôm nay, người dân địa phương chỉ còn biết cầu nguyện. Họ vẫn thường đặt tay lên ngực mình mỗi khi thấy đoàn cứu hộ, trong đó có đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đi tới, như thể hiện niềm tin, sự hy vọng. 4 ngày liên tiếp vừa qua, các lực lượng cứu hộ của Việt Nam những ngày qua không chỉ giúp tìm kiếm người bị nạn, mà sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ về mọi mặt, bất kể khi nào họ cần. Đáp lại, nhân dân ở đây cũng giúp đỡ đoàn thực hiện nhiệm vụ, hay đơn giản là chia sẻ phần nước uống của mình, vốn rất khan hiếm, cho cả những người lính đặc biệt này của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đang phụ trách tại đây. Mọi thứ rất khó khăn và chúng tôi rất cần sự trợ giúp của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Không bao giờ quên. Ở Antakya, thứ đều đặn hàng ngày vẫn thường xuyên xảy ra, đó là những cơn dư chấn. Nhưng nó chắc chắn không thể mạnh bằng cảm xúc của những người dân tại đây khi thấy bóng dáng những bộ quân phục mang lá cờ đỏ sao vàng. Họ tìm thấy ở đó một sự hy vọng. Và bất cứ khi nào có sự yêu cầu của người dân, thì những người lính, những chú chó cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam lập tức lao vào thực hiện nhiệm vụ trong những tòa nhà cao tầng đang siêu vẹo. Một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đã tâm sự: khi các bạn đi, những viên gạch này, tán cây này, ngọn lửa này sẽ luôn nhớ đến các bạn. Những tình cảm ấy của người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là động lực tiếp thêm cho Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ đất nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023. Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ Quốc hội để tiếp tục áp dụng biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng, giảm từ 10% xuống 8%, áp dụng trong cả năm 2023. Lý giải về đề xuất này, đại diện của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết đã nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng các doanh nghiệp, các hiệp hội về tính hiệu quả của các gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, đặc biệt là giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng. Kể từ khi Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1, hàng nông sản xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã nhộn nhịp trở lại.
Theo Cục Hải quan của tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay đã có trên 1.300 lô hàng hoa quả các loại với hơn 200.000 tấn đã được xuất khẩu qua 5 cửa khẩu địa phương, tăng 140% so với cùng kỳ. Hiện Lạng Sơn đang duy trì thông quan hàng hóa qua 5 cửa khẩu gồm Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, Cốc Nam và Ga Đồng Đăng với khoảng 1.000 lượt xe xuất nhập khẩu mỗi ngày. Do nhu cầu về rau và trái cây của Việt Nam từ phía Trung Quốc là rất lớn, nên thời điểm sau Tết Nguyên đán, giá một số mặt hàng trái cây như sầu riêng, thanh long, xoài, mít đã tăng nhẹ. Cùng với đó, tình trạng ùn ứ xe nông sản qua các cửa khẩu cũng không xảy ra. Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại biên giới, những tháng tiếp theo, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tại Lạng Sơn dự báo sẽ tiếp tục gia tăng đáng kể, đặc biệt khi những nông sản chủ lực của Việt Nam sắp bước vào chính vụ. Ngoài cách thức truyền thống là đưa hàng lên cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc qua đường bộ, cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo doanh nghiệp có thể vận chuyển hàng bằng đường sắt để tránh ùn ứ trong những giai đoạn cao điểm. Thưa quý vị, nông dân huyện đảo Lý Sơn đang bước vào thu hoạch vụ tỏi đông xuân. Nhưng đáng buồn là vụ năm nay là một vụ mùa thất bát. Là cây trồng chủ lực được ví như là vàng trắng, thế nhưng trong những năm gần đây, tỏi liên tục mất mùa khiến cho việc trồng tỏi của nông dân nơi đây trở nên khó khăn. Bà Ngô Thị Kiểm hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng tỏi, cũng chưa từng chứng kiến vụ tỏi nào mất mùa như năm nay. Đầu tư 45 triệu đồng, nhưng sau 4 tháng vất vả canh tác, kết quả thu được là những luống tỏi bung, nhỏ và thối củ. Nhà tôi biết làm tỏi tới năm nay, chưa có mất mùa như năm nay, mất trắng ta luôn, cả đồng đố Lý Sơn luôn, trong với lại riêng người tôi. Mệt mỏi thu hoạch từng luống tỏi nhỏ, tỏi bung. Nhiều ruộng tỏi thậm chí không thu hoạch được. Theo nông dân, đầu vụ cây tỏi sinh trưởng khá tốt, tuy nhiên giai đoạn tỏi tạo củ thì xuất hiện thời tiết thất thường, mầm bệnh, gây hại khiến cho nhiều ruộng tỏi bị bung củ, thối thân. Mấy năm trước, trung bình mỗi sào thu hoạch từ 500 đến 700 kg tỏi, nhưng năm nay giảm 80%. Mất mùa tỏi, nông dân Lý Sơn trồng chất nỗi lo về thu nhập và nguồn giống cho vụ sau. Năm ngoái nó kia tới mất mùa thì còn kiếm giống trồng lại được. Còn năm nay là nó kia tới không có bò con tới nào mà trồng giống lại được hết, nó tiêu đảo hay chết hết rồi. Còn đốm nụ nhỏ được gì rồi ký đem chợ bố không có ủi mùa ấy, 10 ngàn, 15 ngàn mà. Ấy ảnh ấy ảnh. Vụ tỏi đông xuân này toàn huyện Lý Sơn chỉ thu được 1.220 tấn, giảm gần 3.000 tấn. Theo nông dân trên đảo, vụ tỏi đông xuân này năng suất sản lượng giảm đến 90%. Chính quyền huyện đảo khuyến cáo nông dân chú trọng sản xuất tỏi theo hướng an toàn, nâng cao giá trị, chất lượng, không chú trọng số lượng để tránh mất mùa đại trà. Thời tiết cũng không có ủng hộ cho cái mùa vụ tỏi của người nông dân Lý Sơn. Thứ hai nữa là việc canh tác theo cái truyền thống của người dân Lý Sơn cũng gặp rất nhiều cái khó khăn khi mà các cái loại sâu rầy lạ nó cũng ảnh hưởng và cũng đã ảnh hưởng rất nhiều vào trong cái việc sản xuất tỏi của người nông dân. Về huyện thì cũng đã báo cáo với Chi cục Bảo vệ Thực vật của tỉnh và cũng hiện nay thì cũng đang cái tiếp tục để mà nghiên cứu để mà đưa ra các cái giải pháp cho mùa vụ sắp tới. Thời tiết ngày càng thất thường khiến thu nhập từ tỏi của hàng nghìn nông dân trên đảo Lý Sơn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tiếp nối chương trình, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,9 độ Richter. Không khởi tố vụ bé trai lọt vào trụ bê tông. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu, rạng sáng nay ngày 18 tháng 2, trận động đất có độ lớn 3,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trận động đất này không gây rủi ro về thiên tai. Vào lúc 3 giờ 57 phút 54 giây ngày 18 tháng 2, tại tọa độ 14.813 độ Vĩ Bắc, 108.339 độ Kinh Đông, thuộc địa phận huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra động đất có độ lớn 3.9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Từ đầu tháng 2 năm 2023 đến nay, khu vực huyện Con Plong cũng xảy ra 2 trận động đất. Trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Con Plong cho thấy, động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Mặc dù cho đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người tại khu vực trên, tuy nhiên chắc chắn các rung động địa chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực.
Từ chiều tối nay ngày 18 đến ngày 19 tháng 2, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh, nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng mai ngày 19 tháng 2, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 đến cấp 3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Từ ngày 19 tháng 2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cấp phát tiền đợt 1 cho các hộ hưởng lợi sửa nhà có điều kiện thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ tháng 10 năm 2022 tại Việt Nam do Hiệp hội Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ. Được hưởng lợi thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ tháng 10 năm 2022 tại Việt Nam là các hộ gia đình nghèo và cận nghèo, gia đình có người khuyết tật, gia đình phụ nữ đơn thân làm chủ hộ, gia đình có phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng và hộ có người già trên 65 tuổi bị thiệt hại nặng nề sau đợt lũ lụt vào tháng 10 năm 2022. Trong năm 2022, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã tài trợ phục hồi tái thiết cho hơn 50.000 người bị ảnh hưởng do mưa lũ khu vực miền Trung với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Thưa quý vị, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa cho biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ bé trai tử vong do lọt vào trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, đường DT857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thông tin với phóng viên Truyền hình Nhân dân, người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc không khởi tố vụ án do kết quả điều tra xác định đây là vụ tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm. Như Truyền hình Nhân dân đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, cùng nhóm bạn vào công trình cầu Rọc Sen. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé lọt vào trụ bê tông đường kính 25cm, đã đong xuống sâu khoảng 35m. Đến tối ngày 4 tháng 1 năm 2023, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Hạo Nam đã tử vong. Qua 21 ngày đêm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được bé Hạo Nam ra ngoài. Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Bông vừa phối hợp với lực lượng công binh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức kích nổ một quả bom nặng khoảng 228 kg. Quả bom được phát hiện khi người dân ở thôn Erot, xã Cư Pui mở đường để khai thác keo trồng. Sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Bông cùng với lực lượng dân quân, công an xã Cư Pui đã phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức đào xới đưa quả bom đến chỗ an toàn để kích nổ. Hành vi vi phạm giao thông đường sắt vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Theo thống kê cho thấy, thì có đến ít nhất là 70% các vụ tai nạn giao thông đường sắt trên cả nước xảy ra tại các lối đi tự mở. Trong đó thì có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản. Thế nhưng giải pháp để ngăn ngừa tai nạn liên quan đến đường sắt vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn. Mới đây tại lối mở km 28 800 đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe đầu kéo. Hậu quả là đầu tàu hỏa và xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. May mắn thay, những khối gỗ này đã hạn chế phần nào lực văng của những cuộn thép trên xe đầu kéo nên không có thiệt hại về người. Đường hôm đấy thì rất là đông luôn. Nếu mà hôm đấy mà thực sự mà không có các cái vật cản như này thì em nghĩ là những cái người đi đường thì thật sự là rất là nguy hiểm luôn. Theo quy trình thì tại lối mở này, trước 90 giây khi tàu đến, nhân viên gác chắn phải hạ barrier để ngăn người và phương tiện đi vào. Song do nhân viên hạ chậm nên đã để xe đầu kéo đi vào lối mở dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc. Đáng nhẽ của người ta thuyền trên người ta đi xuống báo là có tàu là anh phải sập barrier xuống, anh không cho bất kể một xe ô tô, xe máy, người đi bộ không được sang. Đây anh sang đây cái ô tô nó đến nơi rồi, nó qua cái đầu rồi, anh ra anh bắt đầu cái đầu qua rồi cái đuôi nó mắc ở cái bục chắn đấy, thì các anh cuống lên hố tàu anh sập xuống thì làm sao kịp nữa. Thống kê của Cục Đường sắt Việt Nam cho thấy hiện nay trên các tuyến đường sắt vẫn còn tồn tại 8 điểm đen, 1.282 điểm tiềm ẩn có nguy cơ xảy ra tai nạn. Hàng chục tỷ đồng đã được đầu tư để lắp đặt hệ thống barrier tự động tại các đường ngang lối mở, thế nhưng vẫn bất lực trước các hành vi bất chấp tính mạng. Đóng chắn đến tận nơi rồi vẫn phải
vẫn phải dùng sức người để giữ lại, nắm khi vào chân vào tay vẫn phải dùng lại để có khả năng phanh người ta tối đa không vào xe vào người người ta. Theo các chuyên gia giao thông, giải pháp triệt để nhất đó là xóa bỏ hoàn toàn giao cắt đồng mức giữa đường sắt với đường bộ. Và để thực hiện được điều này thì cần nguồn vốn rất lớn. Giải pháp mà hạn chế giao cắt đồng mức thì đòi hỏi cái mức chi phí hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, là một cái khoản đầu tư rất là khó khăn, và nó còn liên quan đến cái việc chúng ta quy hoạch đường sắt quốc gia như thế nào, chuyển đổi thành đường sắt đô thị hay vẫn giữ nguyên và cho đường sắt quốc gia chạy chung với đường sắt đô thị. Đây là những vấn đề mà vẫn còn cần xem xét. Công nghệ và thiết bị đầy đủ thì cũng chỉ có thể hạn chế chứ không thể dứt điểm hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Đặc biệt là khi vẫn còn một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông vẫn giữ cho mình thói quen mất an toàn chỉ để nhanh hơn vài giây đồng hồ. Xin được chuyển sang các thông tin về quốc tế. Thưa quý vị, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO thông báo hiện đang mở rộng các hoạt động hỗ trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Việc hỗ trợ trước mắt sẽ tập trung cung cấp đầu vào nông nghiệp và hỗ trợ tiền mặt vô điều kiện cho những nông dân bị ảnh hưởng trong vòng từ 1 đến 3 tháng để bảo đảm duy trì và phục hồi sản xuất lương thực. Tính đến ngày 17 tháng 2, thảm họa động đất kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của gần 44.000 người. Cộng đồng quốc tế đã tích cực giúp đỡ khắc phục hậu quả trận động đất. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã cung cấp các chất bổ sung dinh dưỡng cho 113.000 trẻ em dưới 5 tuổi và 1.000 phụ nữ mang thai và cho con bú trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, chương trình Lương thực Thế giới đã phân phát thực phẩm cho nhiều gia đình sơ tán ở các tỉnh Aleppo, Hama, Latakia và Idlib của Syria. Kể từ ngày 9 tháng 2, tổng cộng 117 xe tải cứu trợ đã đi qua khu vực Tây Bắc Syria và dự kiến có thêm 40 xe tải trong những ngày tới. Tesla cho biết đã sa thải 4% nhân viên trong bộ phận hệ thống lái tự động Autopilot ở Buffalo của New York như một phần của chu kỳ đánh giá hiệu suất được tiến hành 6 tháng một lần. Tesla đã sa thải hàng chục nhân viên từ bộ phận hệ thống lái tự động tại nhà máy Buffalo ở New York một ngày sau khi công nhân phát động chiến dịch thành lập công đoàn. Đầu tuần này, các công nhân Tesla ở New York cho biết họ sẽ liên kết với Workers United Upstate New York. Tổ chức này sẽ giúp họ có tiếng nói tại nơi làm việc khi cáo buộc Tesla đã chấm dứt hợp đồng lao động với một số nhân viên để trả đũa hoạt động của công đoàn. Công ty đã sa thải hơn 30 nhân viên, đồng thời các công nhân cũng nhận được email có chính sách cập nhật cấm họ ghi lại các cuộc họp tại nơi làm việc mà không có sự cho phép của tất cả những người tham gia. Các nhân viên đã yêu cầu nhà sản xuất ô tô điện tôn trọng quyền tổ chức công đoàn của họ và kêu gọi công ty ký vào nguyên tắc bầu cử công bằng. Sáu người đã thiệt mạng ở bang Mississippi của Mỹ sau một loạt vụ xả súng xảy ra vào ngày 17 tháng 2, theo giờ địa phương. Cảnh sát trưởng quận Tate bang Mississippi, Mỹ cho biết tất cả các vụ xả súng đều xảy ra trong cộng đồng Acapulco tại đây. Một vụ nổ súng xảy ra bên trong một cửa hàng khiến một người đàn ông thiệt mạng. Một phụ nữ cũng bị bắn chết trong một ngôi nhà trên đường Acapulco Dam. Lực lượng chức năng đã phát hiện ra nghi phạm bên trong một chiếc xe và đối tượng đã bị bắt giữ. Danh tính nghi phạm hiện chưa được tiết lộ. Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 4 người nữa bị sát hại. 2 người được tìm thấy bên trong một ngôi nhà và 2 người bên ngoài, cũng như ở trên đường Acapulco Dam. Thống đốc quận Tết cho rằng nghi phạm đã hành động một mình. Cảnh sát của Bulgaria đã tìm thấy 18 người di cư tử vong trong một chiếc xe tải bị bỏ lại ở bên đường, khi mà quốc gia ban căng này đang phải vật lộn với tình hình vượt biên trái phép gia tăng. Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết chiếc xe tải đang vận chuyển trái phép khoảng 40 người di cư được giấu dưới một số khúc gỗ. 18 người trong số họ đã chết. Đây được cho là một trong những vụ buôn người chết chóc nhất được ghi nhận ở nước này. Chiếc xe tải nằm gần làng Lukosko, cách thủ đô Sofia của Bulgaria, khoảng 20 km về phía đông bắc. Hiện nguyên nhân cái chết của những người di cư chưa được xác định. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng tìm thấy 14 người còn sống sót, trong đó có 8 người đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng đã được đưa tới bệnh viện. Một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành đối với những kẻ buôn người được cho là đã lái chiếc xe tải và bỏ trốn. Là quốc gia thành viên EU, Bulgaria đóng vai trò là cửa ngõ vào khối, nỗ lực thắt chặt an ninh để ngăn chặn số lượng người tìm cách vượt biên trái phép ngày càng gia tăng. Vương quốc Anh sẽ phải hứng chịu gió giật mạnh lên tới 120 km/h khi mà quốc gia này chuẩn bị đón cơn bão Otto. Đây là cơn bão đầu tiên được đặt tên trong năm nay.
Dự báo bão Otto sẽ gây gián đoạn giao thông ở các vùng Scotland và đông bắc nước Anh khi nó quét qua vào ngày 17 tháng 2. Cảnh báo thời tiết màu vàng về gió đã được ban bố đối với toàn bộ Scotland và giải phía bắc và đông bắc nước Anh từ Sheffield đến biên giới Scotland. Cơ quan khí tượng Anh Met Office cho biết bão Otto được các nhà dự báo thời tiết ở Đan Mạch đặt tên có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng do những mảnh vỡ bay ra khỏi các tòa nhà bị hư hại, chẳng hạn như ngói bị thổi bay từ mái nhà. Tình trạng gián đoạn đi lại cũng được dự kiến khi bão Otto có thể gây lượng mưa từ 40 đến 50 mm trút xuống các vùng phía tây Scotland. Cảnh báo người dân cần chú ý các chuyến tàu giữa Berwick-upon-Tweed và Edinburgh sẽ di chuyển với tốc độ chậm. Quý vị khán giả thân mến, chương trình thời sự trưa nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.